Gỗ Thanh Nhân xin kính chào khách. Hôm nay ngày 3/11/2017. Gỗ Thanh Nhân trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, gỗ hương Vân Đỏ Nam Phi gồm 7 món. Tôi đã hoàn thiện xong phần tư bóng mờ cho một khách hàng ở Thái Bình. Trước khi bàn giao cho khách hàng, chúng tôi sẽ quay lại một lượt cái phần hoàn thiện tư bóng mờ cũng như là cái đường nét đục chạm bộ Minh Quốc Nghê hương Vân cột 14. Do thời điểm này gỗ hương Vân đã hết nên chúng tôi còn những cơ số gỗ cũ chưa hoàn thiện, nên những cái bộ Minh Quốc Nghê hương Vân cột 12 là đỉnh cao như này cho khách hàng ở Thái Bình. Bộ cột 14 Minh Quốc Nghê bàn rất là rộng, riêng cái bàn rộng 1m7 x 1m65, mặt đục là bát tiên du đông hải, vô cùng đặc sắc và đỉnh cao. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%, không hề can thiệp thêm một tí màu nào cả. Do cái ánh nắng thời tiết nó hơi bị lóa nên chúng tôi quay tầm buổi trưa, ánh sáng hơi lóa. Để trong nhà vân gỗ rất là đẹp, phải nhìn bên ngoài vân gỗ đẹp hơn này rất nhiều. Bộ Minh Quốc Nghê gỗ hương Vân Đỏ Nam Phi cột 14 gồm có 7 món. Một con kẹp ở giữa này, gọi là bàn trà này, ở giữa hai ghế có ngăn kéo và hai đôn ngồi rất là to, một bàn lớn cộng một đoạn dài. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ hương Vân Đỏ Nam Phi cột 14 gồm có 7 món. Cách đây khoảng được 1 tháng chúng tôi cũng bàn giao một bộ hương Vân Đỏ Nam Phi về Hương Yên. Hôm nay là ngày 3/11/2017, chúng tôi tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm là Minh Quốc Nghê gỗ hương Vân cột 14 gồm có 7 món cho một chị khách hàng ở Thái Bình. Sau khi quay xong clip này, chúng tôi sẽ chuyển hàng luôn lên xe để bàn giao cho khách hàng ở Thái Bình. Vân gỗ là tuyệt đỉnh, rất là đẹp. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm đẹp đặc sắc như này, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Thành đơn ngồi tại hai cơ sở. Tại cơ sở 1 là ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi xin tạm dừng video clip ở đây, chúng tôi quay một clip ngắn luôn. Minh Quốc Nghê gỗ hương Vân Đỏ Nam Phi cột 14 gồm có 7 món. Tôi đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Thái Bình. Trong kia là bộ Minh Quốc Nghê cột 13, chúng tôi đang hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng ở Yên Bái.